Nothing About Us We Does. Quyển sách này được dịch ra tiếng Việt với tựa đề là Người khuyết tật và cộng đồng. Trong phần giới thiệu của quyển sách thì tác giả David Warner có nhắc đến cái tên là Progimo. Progimo là một chương trình cộng đồng tại Mexico. Chương trình này là nguồn cảm hứng chính cho cuốn sách Nothing About Us We Does, được tổ chức và điều hành bởi người dân làng khuyết tật. Progimo khác biệt so với nhiều chương trình phục hồi dựa vào cộng đồng vì một số yếu tố đáng chú ý sau đây. Yếu tố thứ nhất là Progimo do người khuyết tật cùng nhau khởi xướng, tổ chức và điều hành. Điều này tạo nên môi trường độc đáo và gần gũi, nơi người khuyết tật đóng vai trò chủ đạo trong việc giải quyết vấn đề của mình. Yếu tố thứ hai là chương trình phát triển từ và liên kết chặt chẽ với chương trình chăm sóc sức khỏe sở do người dân làng tổ chức và điều hành. Sự kết hợp này giúp chăm sóc và hỗ trợ người khuyết tật trở nên hiệu quả hơn. Yếu tố thứ ba là Progimo có một trung tâm phục hồi tại làng, nơi người khuyết tật và gia đình họ có thể học tập các kỹ năng, tham gia vào việc tạo ra các dụng cụ hỗ trợ và cùng nhau học hỏi và giúp đỡ lẫn nhau. Trung tâm này tạo ra một môi trường học hỏi và hỗ trợ đáng quý. Yếu tố thứ tư là dịch vụ và dụng cụ hỗ trợ được chế tạo bởi những người khuyết tật học hỏi từ nhau và từ các chuyên gia phục hồi tình nguyện và kỹ thuật viên. Họ truyền đạt kỹ năng của mình thay vì chỉ cung cấp dịch vụ một chiều. Điều này giúp tăng cường khả năng tự chủ và động viên người khuyết tật trở thành những người chủ đạo trong quá trình hỗ trợ và phục hồi. Yếu tố thứ năm là những người làm việc tại Progimo đã có nhiều năm trao đổi kinh nghiệm với những nhà lãnh đạo xuất sắc trong lĩnh vực khuyết tật. Điều này giúp nâng cao chất lượng và tư duy trong công việc của họ. Các dụng cụ hỗ trợ được thiết kế cho và cùng với người khuyết tật thường đáp ứng nhu cầu cụ thể của họ hiệu quả hơn so với các dịch vụ được cung cấp bởi các trung tâm phục hồi lớn ở các đô thị và với cái chi phí thấp hơn.